Microsoft thì tài sản lớn nhất là con người. Chúng ta có 16-17.000 người. Và cái đảm bảo trong cái môi trường bình thường mới này là đầu tiên là tính an toàn của anh em và của tổ chức. Khi mà cái hoạt động đi lại nó rất là khó khăn, nhiều bạn đi on-site xong không về được. Thế rồi là chúng ta không di chuyển được ở các cái đơn vị. Thì Epsoc cũng rất là nỗ lực để mà trợ giúp các bạn. Các bạn không cảm thấy cô đơn trong cái bối cảnh thế giới nó lockdown như vậy. Thì Epsoc có tổ chức được, hôm nay là chuyến bay thứ tư, gọi là giải cứu người Epsoc từ nước ngoài về. Thì các chuyến bay từ Nhật Bản và một chuyến bay từ Mỹ. Và những cái chuyến bay này thì đã chứng minh là Epsoc có một cái sức mạnh và một cái sự quan tâm đặc biệt đến nhân viên của mình. Tôi cũng mong muốn rằng là mỗi người Epsoc thì chuẩn bị cho mình một cái tinh thần, tức là mọi người tự có những cái cách để bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ những người thân và bạn bè của mình xung quanh, để chúng ta sẽ còn phải chuẩn bị cái tâm thế chiến đấu lâu dài. Epsoc thì thường xuyên đưa ra những cái quy định và những cái tip, những cái cách để chúng ta làm việc ở nhà mà vẫn năng suất như làm việc cơ quan. Nhưng mà cái này thì tôi cho rằng là nó phụ thuộc phần lớn là ở cá nhân của các bạn. Và tôi cũng mong muốn rằng là 16.000 người Epsoc khi mà làm việc ở nhà thì là 16.000 các cái trạm làm việc working station như bình thường khi mà chúng ta làm việc ở tại văn phòng. Và đặc biệt thì các bạn đừng quên, tức là trong cái thời gian biểu hàng ngày thì vẫn phải có một cái phần để chúng ta phải rèn luyện sức khỏe. Ngay cả các cái bạn mà Epsoc khi mà bị đi cách ly ấy, thì cái đội truyền thông của Epsoc cũng thường xuyên gửi các cái bài luyện tập yoga, luyện tập aerobic để mà các bạn ở trong cái không gian nhỏ hẹp ở nhà hay là ở các cái nơi cách ly vẫn có những cái bài tập thú vị để đảm bảo cái sức khỏe mình chiến đấu lâu dài được.